Bữa nay em tiếp tục về lô bò mới anh chị. Bữa nay ngày 14 tây tháng 8 2022 anh chị. Đây, bây giờ lượng bò cũng khá là đông anh chị ơi. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu mà xài bò liên hệ trực tiếp giùm em ha. Đây con nghe cái đầu tiên mã số 1 anh chị. Đây cặp nghe cóc ha. Giá 12 triệu rưỡi anh chị. Đây. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt cái liên hệ trực tiếp giùm em ha. Đây, bây giờ lượng bò cũng khá là đông anh chị ơi. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt lò chứ liên hệ trực tiếp giùm em ha. Đây. Cũng cảm ơn anh chị thời gian qua đã ủng hộ trại em anh chị. Trong thời gian qua thì em bán cũng rất là nhiều bò anh chị. Em đăng lên thì cũng nhờ anh chị tin tưởng trại em á. Em đều bán hết anh chị. Trong mấy ngày qua em chậm lên clip là tại vì em bán lẻ bên ngoài anh chị. Cho nên em không có bò để đăng clip cho anh chị á. Đây nên em được về lô bò mới nè. Cũng mong cô chú anh chị nào có nhu cầu ủng hộ liên hệ trực tiếp giùm em ha. Em đang có chuyến xe về các tỉnh anh chị, Sóc Trăng, Hậu Giang, Kiên Giang anh chị. Hậu Giang, Kiên Giang, Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh á. Chợ Gạo anh chị, Tiền Giang chợ Gạo ha. Long An anh chị. Em đều đang có chuyến hết anh chị ơi. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt liên hệ trực tiếp giùm em ha. Đây, em cũng đang còn một mớ mà không kịp quét qua anh chị. Cặp bò này là 22 triệu rưỡi anh chị. Mã số 1 đầu tiên anh chị. Đây. Đó, về cũng khá là đông anh chị ơi. Em tiếp tục mã số 1 anh chị. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu mà xài mã số 1 liên hệ trực tiếp giùm em ha. Một cặp cái nghé anh chị. Đây, rất là đẹp anh chị. Một cặp cái nghé anh chị, một cặp được lỡ ha, được nghé anh chị. Bò này cao trên mét hết trơn anh chị. Bò này giá tầm trung anh chị ơi. Anh chị nào có nhu cầu bắt liên hệ trực tiếp giùm em ha. Cặp bò này giá tại trường của em là 22 triệu rưỡi anh chị ơi. Giá 22 triệu rưỡi à. Quá yêu thương anh chị. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt cái liên hệ trực tiếp giùm em ha. Chưa đầy được 11 triệu rưỡi một con anh chị. Quá yêu thương ha. Bò này rất là to bự anh chị. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt cái liên hệ trực tiếp giùm em ha. Đây, hai con F2 hết anh chị ơi. Đây, rất là to ha. Đây, cái con đầu mã số 1 anh chị. Một cái con này là chết mẹ anh chị. Đây, cái con này tám mấy phần anh chị, cái con này gần mét bò ha. Cặp bò này giá tại chuồng em là 12 triệu rưỡi anh chị. Giá 12 triệu rưỡi một cặp ha. Đây, 12 triệu rưỡi ha. Một cặp cái ngán giá 12 triệu rưỡi. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt liên hệ trực tiếp giùm em ha. Một cặp ca đực kem là giá 22 triệu rưỡi anh chị. Đây, rất là to bự anh chị. Đây, rất là biên lực. Rất là bự lắm anh chị ơi. Anh chị nào nhanh tay bắt cái liên hệ trực tiếp giùm em ha anh chị. Đây, mã số 1 anh chị. Đây, con cặp ngá nè anh chị. Nói chung là bán là giá yêu thương luôn anh chị ơi. Đó. Con này là không còn gấu riết nữa anh chị. Vàng mặt rất là đẹp anh chị. Con kia cao gần 1 mét bò anh chị. Cặp này giá 12 triệu rưỡi. Một cặp đực này giá 22 triệu rưỡi anh chị. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt cái liên hệ trực tiếp giùm em. Đây. Đây, con này rất là bự anh chị. Nè, con này là to đùng luôn anh chị ơi. Lâu lâu em xô cái lóc bò mà ghẻ ghẻ tiền vậy nè. Cho anh chị nào nuôi về đổ béo anh chị. Đây, con này bự chảng luôn anh chị. Em xô một cặp ha. Đó, cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt cái liên hệ trực tiếp giùm em. Đây, rất là to ha anh chị. Đây, rất là to bò. Cô chú anh chị nào có nhu cầu xài cái liên hệ trực tiếp giùm trại bò Trung giúp em anh chị. Mã số 1. Giá tại chuồng em là một cặp đực giá 22 triệu rưỡi. Đây. 22 triệu rưỡi anh chị. Đây. Đó, rất là to bò ha anh chị. Đó. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt liên hệ trực tiếp giùm em. Giá 22 triệu rưỡi. Rất là to ha. Đây, cặp cái này giá tại chuồng em là 12 triệu rưỡi anh chị. Giá 12 triệu rưỡi. Một con ngé nhỏ. Một con cái. Đó. Một cặp giá 12 triệu rưỡi anh chị, một cặp anh chị. Anh chị nhớ cặp giùm em ha. Em đang có chuyến xe về các tỉnh anh chị. Đồng Nai anh chị, Đồng Nai Bình Thuận, Sóc Trăng, Củ Chi, Tây Ninh, Bình Dương anh chị. Chợ Gạo, Tiền Giang anh chị, Bến Tre. Anh chị nào mà có nhu cầu bắt liên hệ trực tiếp giùm em ha. Đây. Đó, dàn bò em về cũng khá là đông anh chị ơi. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt liên hệ trực tiếp giùm em ha. Đây. Đó, cặp bò cái này rất là to anh chị, giá 22 triệu rưỡi anh chị. Giá 22 triệu rưỡi sau một cặp bò đực anh chị. Một cặp cái này là giá 12 triệu rưỡi anh chị, một cặp nha anh chị. Anh chị nhớ cặp giùm em ha. Bò này nuôi bao lỗ anh chị á. Đây. Tiếp tục mã số 2 anh chị. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu mà xài mã số 2 liên hệ trực tiếp giùm em ha. Mẹ một con anh chị. Mẹ một con mã số 2, sẽ chiều cao tầm khoảng 1m10 lẻ anh chị, 1m2 ha. Cô chú anh chị nào xài mẹ con đực cái liên hệ trực tiếp giùm em ha. Con mẹ này tầm khoảng 3 lứa anh chị, dàn vú rất là tốt anh chị. Nhé đực. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt cái alo trực tiếp giùm em. Mẹ một con này giá tại chuồng em là 18 triệu rưỡi anh chị. Giá 18 triệu rưỡi, con mẹ rất là sạch ha anh chị. Đây, trái sữa này anh chị đánh giá giùm bò giùm em ha. Trái sữa rất là to anh chị, mẹ một con này quá yêu thương anh chị ơi. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt cứ alo trực tiếp giùm em. Nghe này còn rất là sạch nha anh chị. Nghe đực, chính nghe đực anh chị, giá 18 triệu rưỡi. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu xả mã số 2 cứ alo trực tiếp giùm em ha.
Đây, mẹ một con quá ok anh chị, giá 18 triệu rưỡi ha. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu mà xài nghe được cứ la trực tiếp cho em ha. Con mẹ này còn rất là mập anh chị. Bò này màu vàng rơm ha anh chị. Tại vì mẹ gốc bô anh chị, xương sóc ok lắm anh chị ơi. Cô Chí, đây trời ơi, bò cái lưỡi nó dài nè anh chị. Trời trời trời. Bò này độc lạ nghe anh chị. Đây, bò này độc lạ luôn á. Đây, nghe đực nghe anh chị, mẹ một con nghe đực. Giá tại trường em là 18 triệu rưỡi. Mẹ rất là sạch ha. Em quay vòng mặt cho anh chị xem cái con mẹ đó ha anh chị. Đây. Đó, bò này đều sái chín hết anh chị ơi. Nó cái sừng nó cũng vắng rất là ok bò ha. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu mà xài mẹ một con nghe được giá 18 triệu rưỡi cái liên hệ trực tiếp giùm em ha anh chị. Đây, mẹ này cũng sạch bò lắm anh chị ơi. Cô chú anh chị nào nhanh tay bắt bò mẹ con mày rẻ tiền. Giá mà tầm chung chung này cứ alo trực tiếp giùm em ha anh chị. Đây. Mẹ này cũng còn rất là mập ha anh chị. Mã số 2, giá tại chuồng em là 18 triệu rưỡi. Mẹ một con nghe được nha anh chị. À, nghe được. Mẹ con thì nói chung bò này cũng tầm chung chung á anh chị. Anh chị nào mình ít tiền á, mình nên đầu tư mấy mẹ con mà rẻ rẻ tiền thì mình nuôi ha anh chị. Mình kiếm thêm lợi nhuận. Đây, rất là đẹp anh chị. Cũng cảm ơn thời gian qua anh chị ủng hộ em rất là nhiều ha. Em ăn lô bò mà cách đây 3 ngày trước đều bán hết luôn anh chị, không còn một con luôn anh chị. À, cũng bán nói chung là tính lên tiếp nữa. Mà tại vì anh chị á đặt hàng em rất là nhiều cho nên em bán lẻ. Cái này có được về mấy bộ với bò đực đó anh chị. Anh chị nào theo dõi bắt cái alo trực tiếp cho em ha. Đây. Đó anh chị thêm con bò là cực kỳ whip anh chị. Lưỡi nó bình thường anh chị. Từ đó giờ mới thấy có cái lưỡi con bò ăn hộ vậy á. Trái sữa của mẹ rất là tốt anh chị. Đây căng căng nẫn luôn anh chị. Đây trái sữa còn rất là đẹp ha. Này là nói chung là độc lạ luôn anh chị. Anh chị cho cái lưỡi đó nè. Con này mốt lớn ăn thịt là cái lưỡi nó nhiều tiền lắm anh chị. Đây. Mẹ một con giá tại chuồng em là 18 triệu rưỡi anh chị. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt alo trực tiếp giùm em. Mã số 2 anh chị. Em đang có chuyến xe đi về Sóc Trăng anh chị. Một chuyến xe về Cần Thơ, Hậu Giang là đều ghép được hết anh chị ơi. Một chuyến xe đi về Chợ Gạo Tiền Giang anh chị. Anh chị nào ở Chợ Gạo Tiền Giang hay là Long An đều ghép được hết anh chị. Em đang có chuyến xe đi về Sài Gòn anh chị, Đồng Nai, Củ Chi, Tây Ninh, Bình Dương. Bình Dương Bình Thuận là ghép được anh chị. Bình Thuận với Vũng Tàu anh chị đều ghép được hết. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cái alo trực tiếp giùm em ha. Tay mã số 2. Giá tại chuồng em là 18 triệu rưỡi anh chị ơi. Đây, cái dàn mặt con mẹ rất là tốt ha anh chị. Đây. Nó, tại vì em lại mới bắt về nó hơi nhớt, nó hơi nhát anh chị thấy dảnh nó tay không? Mẹ này cũng còn rất là mập ok lắm anh chị ơi. Em đang có chuyến xe ghép á, anh chị nào ở Bình Thuận hay này kia ghép được hết anh chị. Đây. Tiếp tục mã số 3 anh chị. Anh chị nào mà có nhu cầu mà xài mã số 3 liên hệ trực tiếp giùm em ha. Mẹ một con siêu anh chị, bò này ở tầm 2 lứa anh chị. Con bò này chiều cao tầm khoảng 1m10 anh chị. Yếu 1m2 anh chị. Con ghé keo mình cực kỳ đẹp anh chị. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt cứ alo trực tiếp giùm em ha. Đây, mẹ một con ha, cực kỳ là mát sữa anh chị. Anh chị xem cái dàn lưng đánh giá con bò giùm em anh chị. Nó như là cái con bò đực anh chị. Đây, anh nhìn coi cái dàn lưng. Một gang tay em anh chị, con ghé con á, cực kỳ bóng ha. Mẹ một con này giá tại chuồng em là 20.500.000 anh chị. Giá 20.500 ha anh chị. 20 năm, mẹ một con giá 20 năm. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu mà xài mẹ con siêu có liên hệ trực tiếp giùm em ha. Con bò rất là bóng bò anh chị. Con mẹ còn rất là tàn rất là mập. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt cái alo trực tiếp giùm em. Mã số 3 anh chị. Đây, mẹ một con ha anh chị. Đây rất là mát sữa anh chị. Cô chú anh chị mà thích mẹ siêu mỏ đỏ cái liên hệ giùm em ha. Đây, siêu mỏ đỏ anh chị, siêu vàng anh chị, rất là mát sữa anh chị. Em về chưa kịp ăn bao cái hông còn hót anh chị. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt cái alo trực tiếp giùm em. Mã số 3, giá tại chuồng em là 20.500.000. 20 năm anh chị. Bò này cực kỳ mát sữa ha. Em đang có chuyến xe đi về Xuân Lộc Đồng Nai anh chị, một chuyến xe về Palagui. Anh chị nào ở Tân Phú này kia là ghép được hết nha anh chị. Đó, anh chị nào ở Bình Thuận ghép cũng được ha anh chị. Vũng Tàu, Bình Thuận. Đó. Em đang có chuyến xe đi về Sóc Trăng anh chị. À, Chợ Rạo ha. Anh chị nào mà có nhu cầu bắt cứ alo trực tiếp giùm em. Đây, mẹ một con ha. Cực kỳ mát sữa luôn anh chị ơi. Đây, rất là to, rất là đẹp. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu mà xài con mẹ ăn con mát sữa này cứ liên hệ giùm em ha. Con bò này anh chị mà thấy con mà không mát sữa anh chị cứ trả bò em lại ha. Cực kỳ mát sữa nha anh chị. Mẹ một con giá tại chuồng của em là 20.500.000. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu mà cài sát kem mà mẹ mà con siêu mà mát sữa thì cứ liên hệ trực tiếp giùm em ha. Đây, anh chị xem nó mát sữa nè anh chị. Đó. Chân móng hoàn thiện ha anh chị. Đây, cái lưng nó nè anh chị xem cái bản lưng con ngé này ha. Cực kỳ mát sữa anh chị ơi. Giá tại chuồng em là 20.500.000 anh chị. Mã số 3. Anh chị nào có nhu cầu mà xài mã số 3 alo giùm em ha. Đây, rất là cực kỳ mát sữa luôn. Chân móng là ok ha anh chị. Em đi gần cho anh chị xem ha. Sái đều chín hết anh chị ơi. Đây. Quay từ nói chung là quay tất tật hết từ trên xuống dưới cho anh chị xem rồi mình đánh giá được cái con bò ha anh chị.
Đó. Em bán giá tại chuồng ha. 20.500.000 anh chị ơi. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt cái alo trực tiếp giùm em. Cực kỳ đẹp anh chị. Đây cực kỳ đẹp luôn. Đó, con này là mát sữa như nó giống như là tha mỡ vậy anh chị con á. Như là tha mỡ là sao vậy anh chị? Đây. Cực kỳ đẹp anh chị. Tục mẹ ăn con anh chị. Anh chị nào mẹ ăn con mà xài mã số 4 liên hệ trực tiếp giùm em ha. Mẹ một con nghe được anh chị, mẹ này mẹ Pháp mà mẹ bô anh chị. Bò sừng rất là đẹp anh chị, bò này đã tầm khoảng 2 lứa bò anh chị ơi. Con bò này nói chung là cái con gấu rồi sao vậy anh chị, cái con đó nó cực kỳ mắc sữa ha. Cái con này em đo giữa lưng nó yếu 1m2 một tí anh chị, một tí thôi. Anh chị xem con ngé nè, anh chị xem trái sữa giùm em ha. Cực kỳ con anh chị, nó có cái gúng xuống rất là đẹp anh chị. Gúng chuông á, anh chị xem dàn sữa nè. Mẹ một con này giá tại chuồng của em là 26 triệu nha anh chị. Giá 26 triệu. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt cái alo trực tiếp giùm em ha. Con mẹ rất là mập ha anh chị. Con cực kỳ mắc sữa anh chị. Trời ơi anh chị nào bắt con bò này dễ nể nái mà có ai mà chê nữa thì thua luôn ha anh chị. Đây, anh chị xem cái con ngé con đánh giá giùm em ha anh chị. Nè, cái lưng nó nè anh chị. Mẹ một con giá 26 triệu. Một gan sao vậy anh chị? Một rang là sao vậy á? Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt xài mẹ một con. Con này là con mẹ bô đẻ ra là con này con Pháp anh chị, Pháp dòng F1 đầy đầu nè anh chị. Nó cực kỳ anh chị, vàng thùng rất là đẹp ha. Đây, rất là đẹp. Đây, cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt cái alo trực tiếp giùm em. Mẹ một con giá tại chuồng của em là 26 triệu mã số 4 anh chị. Con nghe đực ha. Cực kỳ đẹp ha. Con mẹ em đo giữa lưng này yếu 1m2 ha. Tầm tí xíu anh chị, nó tầm khoảng 1m2 á, mẹ em cho yếu một tí ha cho dễ coi anh chị. Tại vì nhúc nhích lên nhích xuống á, em sợ nó chơi lên trên lạnh tí anh chị. Đây, rất là to anh chị. Đây, anh chị xem cái con ngé nó chanh anh chị. Con ngé này tầm khoảng em đổ dựng tháng mấy bò anh chị mà nó chanh nó bự nó to anh chị, nhưng bò 2 tháng anh chị ơi. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp giùm em ha. Đây, mã số 4 giá tại chuồng em là 26 triệu. Con bò này là không chỗ nào chê anh chị. Nó mát sữa cực kỳ anh chị. Cái lưng là một gan tay em á sao vậy á, cái con ngé con á. Bò này anh chị nuôi vài tháng rồi nói chung bán ngé lấy tiền lụm tiền anh chị để nái lại ha. Anh chị xem dàn giữa con nái nè anh chị. Cực kỳ mát sữa anh chị. Vàng vú rất là to ha. Anh chị xem dàn lưng nữa nè. Em lại gần anh chị xem ha anh chị. Bò này đều sái chín hết anh chị ơi. Cái lưng nó liền như tấm ván ngựa sao vậy anh chị? Đây, một gan tay em anh chị, con ngé con á, nó cực kỳ đã luôn ha. Đó. Cực kỳ to ha. Đó, anh chị theo cái dàn mặt nè. Sau này là nó ra cái giống như cái heo mắt nó màu trắng anh chị. Màu kem hồng á, kem hồng rất là đẹp ha anh chị. Con bò này lưng dai dai anh chị. Em nói con bò nào đẹp là đẹp ha anh chị. Đó, cái dàn gần anh chị không? Rất là tốt ha. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu mà xài mẹ một con mã số 4 liên hệ trực tiếp giùm em ha. Giá 26 triệu, mẹ con ngé đực nha anh chị. Giá 26 triệu. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt alo trực tiếp giùm em. Đây, rất là to ha. Đây, cái lưng nó có một tí mà bị núm anh chị, nó hơi sười sười ha chứ không bị gì ha anh chị. Đây, dàn mông dàn đuôi là lết phết đất ha anh chị. Em đứng xa cho anh chị xem nè. Đó. Cực kỳ to không anh chị? Cực kỳ to ha. Đuôi là đụng đất luôn anh chị. Dàn sữa là rất là to ha. Đây, mẹ một con này giá tại chuồng em là 26 triệu. Nghe đực nha anh chị. Nghe đực giá 26 triệu. Cô chú anh chị nào có nhu cầu cần xài cứ alo trực tiếp giùm em ha. Mẹ một con nghe đực giá 26 triệu. Còn anh chị ở các tỉnh á thì đều ghép xe được hết nha anh chị. Xe anh đi về liên tục các tỉnh ha. Tiếp tục mã số 5 nha anh chị. Anh chị nào có nhu cầu mà xài mã số 5 alo trực tiếp giùm em ha. Mẹ một con, mẹ chiều cao nó tầm khoảng 1m1, yếu 1m1 một tí em đo giữa lưng ha anh chị. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt cái alo trực tiếp giùm em ha. Mẹ một con này giá 19 triệu rưỡi anh chị ơi. Cô chú anh chị nào có nhu cầu alo giùm em ha. Con là bự chảng luôn anh chị ơi. Con mẹ là đang lên giống anh chị. Con mẹ này đang lên giống tại chuồng em ha. Con chim nó sưng đỏ quét luôn anh chị, nó phóng con rất là mạnh ha. Cô chú anh chị nào bắt cứ alo trực tiếp giùm em, con bò đẻ tầm khoảng 3 lứa anh chị. Đây, dính con Pháp cái, con này lú tiền hết anh chị ơi. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cứ alo trực tiếp giùm em ha. Mẹ một con, giá 19 triệu rưỡi. Đây. Con mẹ yếu 1m1 một tí anh chị. Nói chung là hai con bò này bán là ngang tiền anh chị ơi. Ngang tiền á. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cứ alo trực tiếp giùm em ha. Mã số 5, giá mẹ một con cái giá tại chuồng em là 19 triệu rưỡi. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt cứ alo trực tiếp giùm em ha. Đây, mẹ một con rất là đẹp anh chị ơi. Đó. 19 triệu rưỡi. Đây, rất là sạch bò. Nó giá tầm chung chung ha. Anh chị nào mà thích là mình đồng tiền ít á, mình bắt lấy mẹ ăn con này về mình nuôi ha anh chị. Con này là lên giống ha anh chị, con nào nó lên giống là lên giống ha anh chị. Đây, thấy chị đứng im ghe không nè. Anh chị thấy không? Nè, con chim đỏ quét luôn anh chị thấy không? Nè. Đó, rất là đỏ ha, nó chịu nó con bò nào nó lên giống mà nó chịu đứng này gieo đậu chắc luôn anh chị. Tại vì em buôn bán không có lời nhiều quá cho nên em không có gieo ha. Cô chú anh chị nào bắt được thì cô em ấy về mình bỏ 20 ngày sau mình gieo lại ha anh chị. Mẹ một con giá tại chuồng em là 19 triệu rưỡi.
giá tầm trung ha. Anh chị nào cũng đều bắt được, mình nuôi sinh sản được ha. Anh chị nào không thích thì mình nuôi mập lên, mình nhổ mình bán thịt vẫn được anh chị. Đây rất là to, xương sóc anh chị, đứng rất là thẳng anh chị, con con rất là đẹp anh chị. Con con bây giờ nói chung là cũng 9-10 triệu rồi anh chị ơi. Nói chung là em bán cặp bò là cái giá nó ngang ngang tiền với nhau á, anh chị đều xài được hết anh chị. Mình bỏ 19-20 triệu mình bắt được một mẹ mẹ một con ha. Một mẹ mẹ một con này rất quá yêu thương rồi anh chị. Mẹ này giờ nói chung là rất còn mập ha anh chị. Đó, cho nên em bán theo cặp chị ha anh chị. Còn anh chị nào thích tách ra em vẫn tách ra ha. Tách ra thì cứ alo giùm em, tại bò này là nói chung là đường tách rất là rộng ha anh chị. Nhưng mà bán cặp thì nó dễ hơn. Cô chú anh chị nào có thích bắt mẹ một con giá 19 triệu rưỡi mã số 5 liên hệ trực tiếp cho mẹ em ha. Đây, đi hết vòng cho anh chị xem đây. Con mẹ rất là mập anh chị ơi. Mẹ này nói chung là nuôi con khéo anh chị. Đây. Đó, còn rất là mập bò. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cứ alo trực tiếp cho em ha. Mã số 5, giá tại chuồng em là 19 triệu rưỡi. Con mẹ cao 1m0 anh chị. Nói chung là 1m1 đi, yếu 1m1 một tí anh chị. Đó, con thì bự chà bá ha. Một con tầm khoảng 4 tháng anh chị. Số 6 anh chị. Anh chị nào mà có nhu cầu xài mẹ con mã số 6 mà giá yêu thương luôn anh chị ơi. Mẹ một con nghe cái ha, em bắt giá tầm chung chung gì. Anh chị nào mà có thích hợp mà nuôi dỗ á, cứ liên hệ trực tiếp giùm em ha. Mẹ một con nghe cái này mới đẻ anh chị ơi. Mới đẻ cái trên nên cái đồng tiền em bắt cái giá nó cũng yêu thương đó anh chị. Anh chị nào có nhu cầu xài cứ alo trực tiếp giùm em ha. Đây, con nghe con ha. Mã số 6, con mẹ chiều cao 1m1 anh chị. 1m1 mười mấy anh chị, yếu 1m2 anh chị. Nghe mới đẻ tầm khoảng chừng 20 ngày mới trở lại anh chị ơi. Đây, nghe con anh chị, rất là bóng ha. Mẹ một con này giá tại chuồng của em là 15 triệu rưỡi anh chị. Giá 15 triệu rưỡi. Giá 15 triệu rưỡi anh chị, mẹ một con ha, cái đó là nó dơ anh chị. Em chưa kịp tắm em quay luôn. Đó. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt alo trực tiếp giùm em ha. Đây, con rất là ống sữa anh chị. Đó, em chùi lông rồi anh chị thấy không? Nó không có còn còn dính mà nó bận bận như vậy ha. Bò này không thật lỗi anh chị. Mẹ một con bò mới đẻ tầm khoảng 3 lứa anh chị hoặc 2 lứa. Dính rồi nhá, tầm đẻ chừng hai mấy ngày anh chị ơi. Mẹ một con này giá tại chuồng em là 15 triệu rưỡi. 15 triệu rưỡi. Mẹ một con giá 15 triệu rưỡi ha. Anh chị nào có nhu cầu xài mẹ một con cái giá 15 triệu rưỡi liên hệ trực tiếp giùm em ha. Mã số 6 anh chị. Mã số 6 giá 15 triệu rưỡi ha. Bò này đều sái chín hết anh chị ơi, lâu lâu mới được một mẹ con rẻ tiền vậy ha. Anh chị nào nhanh tay bắt liên hệ trực tiếp giùm em ha. Rẻ như là con bò ngái cái anh chị. Đây. Này anh chị, cái này là nó dơ anh chị. Nó dơ á. Em chưa kịp tắm anh chị. Về quay cho anh chị luôn cho chặn clip ha. Màu thì rất là đẹp anh chị. Đây, mẹ một con giá tại chuồng em là 15 triệu rưỡi ha, mã số 6. Cô chú anh chị nào mà nhanh tay bắt alo trực tiếp giùm em. Đây, con mẹ chiều cao nó yếu 1m2 anh chị, trên 1m1 ha. Đây. Cô chú anh chị nào có nhu cầu alo giùm em ha. Đây, nghe con rất là bóng bò ha anh chị. Rất là mát sữa. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt liên hệ giùm em ha. Con này rất là ok ha anh chị. Giá tầm chung chung này nuôi anh chị bao lỗ ha, trái sữa chà bá lửa nha anh chị. Trái sữa thì rất là đẹp ha. Đây, anh chị xem đây, trái sữa là rất ok ha. Bò rất là tốt trái sữa ha. Anh chị nào có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp giùm em. Giá 15 triệu rưỡi mã số 6. Quá yêu thương anh chị ơi. Anh chị nào có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp giùm em ha anh chị. Đây, vàng mặt rất là tốt ha. Con mẹ cũng còn mập lắm anh chị ơi, giá 15 triệu rưỡi. Mã số 6. Mã số 8 anh chị. Anh chị nào mà có nhu cầu mà xài mẹ con mã số 8 liên hệ trực tiếp giùm em ha. Mẹ con xin anh chị, bò này chiều cao nó tầm khoảng 1m2 bò dính nghe được kem anh chị, hết thuốc không anh chị. Đó, cực kỳ to ha, xương sóc đứng ok anh chị, tính thẳng gẳng ha. Em đang có chuyến xe đi về Sóc Trăng, Bình Thuận, Củ Chi, Tây Ninh, Bình Dương ha anh chị. Chợ Rạo. Sóc Trăng ha anh chị. Bình Thuận rồi cái bên Đồng Nai anh chị, bên Bình Quán Đồng Nai em cũng đang có chuyến anh chị. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt bò em cứ liên hệ trực tiếp giùm em ha. Đây, con mẹ rất là sạch ha anh chị. Đây, con mẹ này chiều cao 1m2 bò. Ở dưới là nó ướt anh chị, tại về không kịp á. Em quay luôn ha anh chị. Em đo giữa lưng là 1m2 bò anh chị, mặt ngày rất là ok ha. Đây, con nghe con rất là đẹp ha anh chị. Đây, mẹ một con này giá tại chuồng của em là 20 triệu 500 ngàn anh chị. Giá 20 triệu năm ha. 20 năm ha anh chị. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt liên hệ trực tiếp giùm em. Bò này giá tầm chung chung không á anh chị ơi. Anh chị nào nhanh tay bắt liên hệ trực tiếp giùm em ha. Mẹ một con nghe được 20 triệu 500. Mã số 8 anh chị. Mã số 8, anh chị theo mã số giùm em ha. Con bò này chiều cao tầm 1m2 trở lên ha. Đây, mẹ con rất là đẹp anh chị. Đây, lưng quai đều hở hết anh chị ơi. Con bò rất là mập ha. Cái chỗ này nó ướt anh chị, cái dàn vú nó còn bóng lưỡng đã lắm anh chị ơi. Cái sữa rất là to ha anh chị. Đây, cái sữa này anh chị thấy không? Chữa chà bá lửa luôn. Con nghé rất là bóng ha. Đây, anh chị nào mà có nhu cầu bắt cứ mẹ con cứ liên hệ trực tiếp giùm em. Đây, con bò này màu rất là đẹp anh chị. Con bò này tại vì vô cái hình em nó hơi nhạt chứ ngoài nó đỏ lắm anh chị. Đây, mẹ một con này rất là sạch ha.
Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt mẹ một con mã số 8 thì liên hệ trực tiếp giùm Trại Bò Hành Trung giúp em ha. Anh chị xem trái sữa nè anh chị, chà bá luôn ha anh chị. Đó, bò này nói chung cô dùng em thì nó hơi dẻo dẻo bò chứ không được mập mấy ha. Anh chị nào mà có nhu cầu bắt á, mình dỗ nó lên ha anh chị. Đây, rất là to bò anh chị. Ở dưới là em tắm hơi ướt ha anh chị. Đây, con mẹ ăn con nè anh chị. Rất là to ha anh chị. Đây, rất là to bò ha anh chị. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt cái liên hệ trực tiếp giùm Trại Bò Hành Trung giúp em. Đây. Đó. Mã số 8 ha anh chị, mẹ một con mã số 8 này giá tại chuồng em là 20.500.000 ha anh chị. Mẹ một con ngé đực ha. Giá này tầm chung chung cho anh chị nào mà mới biết nuôi á, mình bắt cái con bò này về mình nuôi không bao giờ lỗ ha anh chị. Đó. Mặt mày rất là đẹp ha anh chị, xương sóc đứng thẳng gẳng ha. Con ngé con rất là ok. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cái liên hệ trực tiếp giùm em. Mã số 8, mẹ một con giá 20.500 ha. Giá tại chuồng em nha anh chị. Còn anh chị nào bắt thì chờ em ghép xe đi ha. Đây, con ngé đực đây anh chị rất là biên lực ha. Đây. Đó, ok lắm anh chị ơi. Bộ này là anh chị là nhanh tay bắt ha. Cái bộ này là lâu lâu mới được một bộ mà con sạch sẽ về nha anh chị. Đó, 20.500 mã số 8 ha anh chị. Mã số 9 ha anh chị. Anh chị nào mà có nhu cầu mà xài 4 con đực thì liên hệ trực tiếp giùm em ha. Em bán theo cặp ha anh chị. Anh chị nào bắt lẻ cứ alo trực tiếp giùm em. Đây cặp này cặp bự ha anh chị. Con này con K3B này yếu 1m2 x 1m1 anh chị. Nó trên mét ha. Mét lẻ 5 mét mà cao hơn mét 5 ha. Cái con kèm bên đây là chiều cao trên 1m1 anh chị. Đây, em show một cặp này đầu tiên anh chị. Bên đây là cũng là một cặp ha anh chị. Đây một cặp nhỏ hơn mà con này là rất là biên lực ha. Con này là nói chung là bò khủng anh chị. Đít này muối luôn anh chị ơi. Đít nó khía khía luôn anh chị thấy không? Lưng quay đều hở tại vì em bắt một cặp á. Cho nên em show một cặp cho anh chị dễ mua ha. Một cặp mã số 9 này đầu tiên là tại chuồng em là 32.500.000 anh chị. Giá 32.500.000. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt cứ alo trực tiếp giùm em ha. Giá này giá yêu thương luôn anh chị ơi. Hai con F20 anh chị. Đây con này là xương sóc là cối ha anh chị. Bò như con trâu rồi anh chị. Đây, lưng quay đều hở nè. Đó. Rất là to bò. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp giùm em. Đây. Mã số 9. Mẹ một cặp đực, một con đực, một con 3B ha. Một con kem, một con 3B giá tại chuồng em là 32.500 ha. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp giùm em. Lưng quay là chà vá lửa ha anh chị. Anh chị xem dàn lưng nó đánh giá con bò giùm em ha. Một rang tay em ha anh chị. Con bên đây cũng được lắm anh chị ơi. Cao dài đòn rất là mát sữa ha. Đòn rất là to nó mát sữa. Rất là to nha anh chị. Rất là to bò. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt cái liên hệ trực tiếp giùm em ha. Cái mông đít đó chà bá lửa luôn anh chị. Còn cái cặp mé bên trái của em, mã số 9, đá tại chuồng của em là 26 triệu ha. Giá 26 triệu. Giá này cũng hơi căng căng anh chị ơi. Nó trao tầm khoảng 1 mét bò ha anh chị. 13 triệu một con xô ha anh chị. Cô chú anh chị nào bắt một cặp giùm em ha. Tại vì em có một cặp anh chị ơi. Bò này cũng rất là đẹp anh chị. Chiều cao tầm khoảng 1 mét bò. 1 mét bò ha anh chị. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt alo trực tiếp giùm em. Bò này rất là to ha anh chị. Cô chú nào anh chị nào có nhu cầu bắt liên hệ trực tiếp giùm Trại Bò Trung giúp em anh chị ơi. Đây. Rất là to ha. Đây pin lực dữ lắm anh chị ơi. Đó, cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt liên hệ trực tiếp giùm em. Hai con này nói chung là khỏi chê anh chị, giá này là quá yêu thương anh chị, em xô một cặp ha. Con này F2 là lưng nè anh chị, một trang tay em anh chị. Đây, lâu lâu thì em cũng bắt một mớ bò đực về em bán cho cô chú anh chị ha. Mối cũ của em ha. Anh chị nào có nhu cầu bắt mình bắt hai cái cặp này về mình nuôi là không bao giờ lỗ ha anh chị. Giá tại chuồng em là 32.500.000. Cái cặp ghé mình mã số 9 mấy mình trái em là 26 triệu anh chị. Một cặp ha, em xô một cặp một con kem một con 3B anh chị. Lưng quay thì cũng hở lắm anh chị. Giá cũng tầm chung chung ha. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt liên hệ trực tiếp giùm em. Đây, cũng rất là to ha anh chị. Đó, mẫu mã rất là ok. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt liên hệ trực tiếp giùm em ha. Hai con kem này anh chị ơi, nó rẻ quá rẻ anh chị ơi. Rất là to bò ha. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt liên hệ trực tiếp giùm em. Đây. Rất là to ha. Đây. Thực dữ lắm anh chị. Đó, pin lực khủng luôn. Đó. 32.500.000. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt một cặp cái liên hệ trực tiếp giùm em. Còn anh chị thích bắt lẻ, em cũng vẫn bán lẻ cho anh chị ha. Bán lẻ bắt con 3B riêng cũng bán lẻ bình thường ha, cứ liên hệ trực tiếp giùm em ha. Mã số 9. Giá 32.500 ha. Còn mấy bên trái em là 26 triệu. Một con 3B đực, một con 3B, một con ngé cái, một con ngé kem ha anh chị. Số 10 anh chị. Anh chị nào mà có nhu cầu mà xài mẹ con mã số 10 liên hệ trực tiếp giùm em ha. Con mẹ này chiều cao trên 1m2 anh chị, dính con ngé đực cực kỳ to ha. Con bò này đẻ tầm 3 lứa anh chị, sừng vỏm rất là đẹp ha anh chị. Bò này rất càng cúng rất là đẹp. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu mà xài mẫu cái xin thì liên hệ trực tiếp giùm em ha. Cái dàn vú là chà bá lửa anh chị.
Con bò này bắt mã số 10 với số 11 là chung một chủ ha. Đây, rất là to bò ha anh chị. Rất là to luôn. Dàn gúng dàn dàn. Nói chung là bò này cái giá thôi chứ không có chỗ nào chê được anh chị. Dàn sữa thì nó cho to đùng ha anh chị. Đây, con nghé đực thì rất là đẹp ha. Con bò này đã tầm phải 3 con anh chị ơi. Nó rất là tốt bò. Mẹ một con là giá tại chuồng em là 26 triệu anh chị ơi. Giá 26 triệu mẹ một con nghé đực nha anh chị. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu mà xài mẹ con nghé đực cứ liên hệ trực tiếp giùm em. Đây, xương sóc đứng ok lắm anh chị ơi. Nó dàn sữa anh chị thêm là siêu khủng ha anh chị. Siêu khủng luôn ha. Rất là to bò. Đây con đực nghé anh chị. Nói chung là em bán bò là nó ngang ngang tiền với nhau anh chị. Nghé cực kỳ đẹp không anh chị. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp giùm em ha. Mẹ một con mã số 10, giá 26 triệu. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt alo trực tiếp giùm em ha. Bò này mẫu rất là đẹp ha anh chị. Dàn lưng dàn yếm rất là ok. Đó, cô chú anh chị nào mà có nhu cầu xài cứ alo trực tiếp giùm em ha. Đây, con nghe đực anh chị thêm nè. Rất cực kỳ mát sữa anh chị ơi. Dòng con này con xin lai bô gì em cũng không gành mấy ha, xin lai bô anh chị. Cái mặt nó giỏm giỏm, cái sừng giỏm giỏm lên anh chị, rất là đẹp ha. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt alo trực tiếp giùm em ha. Bò dàn gúng rất là ok anh chị. Đó, đợi màu đỏ quyết luôn anh chị ơi. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu mà cần xài cái liên hệ trực tiếp giùm em. Đây con mẹ rất là to ha anh chị. Anh chị nhìn gì đứng được anh chị biết ha. Đây, rất là to bò. Rất là bự bò ha anh chị. Rất là to ha anh chị. Anh chị em đứng xa cho anh chị xem con bò ha. Đó, hết hồn con bò không anh chị. Cực kỳ to luôn. Em một con này giá tại chuồng em là 26 triệu. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt liên hệ trực tiếp giùm em ha. Để em điêu hết con bò cho anh chị xem ha. Đây. Đó. Giá 26 triệu. Từng vài đều rất là hở anh chị. Đây. Đó. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu mà thích mẹ một con này cứ liên hệ trực tiếp giùm em ha. Mã số 10, giá 26 triệu ha anh chị. Đây, rất là to ha anh chị. Qua đây thì màu nó hơi tối tối tí anh chị xem thông cảm giùm em ha. Quay hai bên bò cho anh chị xem ha. Xương sóc đứng thẳng gẳng ha anh chị. Đây. Rất là đẹp bò ha anh chị. Mã số 11 nha anh chị. Trời ơi con bò này là như con trâu sao vậy anh chị. Con bò này đẻ hai lứa anh chị ơi, dính con cái bao bê anh chị. Con bò này anh chị nó cái giá thôi chứ con bò này chiều cao là 1m3 bò anh chị, màu đỏ quyết ha. Cũng yếm lòng thòng ha anh chị. Lâu lâu mới sổ được một cái con Getman núi anh chị. Getman mấy anh Mỹ chứ lộn. Anh núi dính con cái anh chị, cực kỳ to mà giờ nước nhẹp con bò nó chưa ra em bò anh chị. Nó hơi ướt ha. Con mẹ này là như con voi sao anh chị ơi. Đó. Cái dàn gúng cực kỳ vip ha. Đó. Anh chị nào mà có nhu cầu bắt cái liên hệ trực tiếp giùm em. Một cặp này giá tại chuồng của em là 27 triệu anh chị, giá 27 triệu mã số 11 anh chị. Em đo chiều cao giữa lưng là 1m3 bò anh chị. Con bò này quá to quá đẹp luôn anh chị ơi. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt liên hệ trực tiếp giùm em. Đây. Rất là đẹp bò anh chị. Đó, anh chị nào mà có nhu cầu cần xài cái liên hệ trực tiếp giùm trại bò Hành Trung giúp em ha. Con bò này là không chỗ nào để chê anh chị. Con nó cực kỳ mắc sữa luôn anh chị. Sau này anh chị để giống cái con cái này nè anh chị. Nghe cái ha. Anh chị xem cái dàn đít nè anh chị. Đây, xương đứng cây cơ không? Đó, cái dàn lưng con nghé nè anh chị, cái mặt nè. Đó. Ủa ta con này là con này ghét manh Mỹ nha anh chị. Ghét manh Mỹ ha. Giá tại chuồng em là 27 triệu. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu cần xài cái liên hệ trực tiếp giùm em ha. Con bò này rất là to bò ha anh chị. Đây. Đó, rất là to bò. Đó. Ha anh chị, cô chú anh chị nào mà có nhu cầu cần xài cái liên hệ trực tiếp giùm em ha. Con này không chỗ nào để chê được anh chị ơi, rất là to ha anh chị. Mẹ một con này giá tại chuồng em là 27 triệu, bò khủng anh chị. Cao 1m3 bò ha, cũng yếm lòng thòng anh chị thấy không? Cái vàng yếm rất là đẹp ha anh chị, từ trên xuống dưới anh chị, chân lem ha anh chị. Đó, con bò này nó đỏ huyết luôn anh chị ơi, tại vô cái màn hình nó hơi chập chờn một tí ha. Cái con thì hơi bị ướt ha anh chị. Tại về tối á. Đó anh chị xem cái con bò này nó to này con voi không anh chị. Giá 27 triệu quá yêu thương luôn anh chị ơi. Nói chung là em bán là cắn cắn thịt luôn anh chị. Mẹ một con này nè, nó quá trời to luôn chị, như con hà mã ha. Giá 27 triệu. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp giùm em ha. Đây. Đó. Cái con bò này á, cái con chim đó anh chị là nó không phải nó lòi ha. Không lòi không ai không giá ha. Cái con chim nó thụt vô á anh chị. Có gì anh chị không biết cái về điện hỏi em ha, nó cứ không bị gì ha anh chị. Nó bình thường. Bao anh chị lòi may giá ha. Đặt lại cái con chim nó hơi thụt vô anh chị. Nó không có được giống như người ta mà con chim nó thẳng ra mà cái chim nó hơi thụt vô á. Đó, anh chị nào mà có nhu cầu bắt liên hệ trực tiếp giùm em ha. Bò này là mau mai giá ha. Không bị gì hết anh chị, tật lỗi gì anh chị. Quá trời khủng luôn anh chị, tại vì nói chung em buôn bán cái nào có cái gì là em nói cho anh chị nghe cái đó ha. Rất là to bò. Đó. Anh chị nào có nhu cầu bắt liên hệ trực tiếp giùm em ha. Mã số 11. Hôm nay cũng cảm ơn anh chị rất là nhiều tin tưởng trại em anh chị. Em về lượng bò cũng khá là đông anh chị ơi.
cũng mong cô chú anh chị ủng hộ trại em ha. Đây, bò em cũng đang tiếp tục lên xe bò để giao cho khách về Sóc Trăng ha anh chị. Mà em đang có chuyến về Sóc Trăng, rồi Hậu Giang, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Thuận, Chợ Gạo, Tiền Giang gì đủ thứ hết anh chị ơi. Nói chung là bò em đi liên tục mỗi ngày ha.